Gì? Thì chả lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bố, nhưng mà con phép tính năm sau đúng không mà. Thì con cứ làm đi, thì nó sửa. Con hiểu vài sau đây ạ. Ừ, con hiểu, cố gắng hiểu, hiểu như nào làm tí em mẹ trưởng. Từ anh Quang đi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.